Không chỉ súng đạn mà đôi khi những vật dụng bình thường như điện thoại cũng có thể gây tác hại rất lớn cho sức khỏe tính mạng của chúng ta. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp bị thương tích và thậm chí là tử vong vì dùng điện thoại trong lúc tham gia giao thông. Và mới đây cũng tại Trung Quốc, một phụ nữ đã bị cắt đứt chân chỉ vì cắm cúi dùng điện thoại trong lúc đang đi vào thang máy. Trên trang mạng IQG của Trung Quốc, một đoạn video do camera an ninh ghi lại mới được đăng tải, cho thấy người phụ nữ mãi nhìn điện thoại khi bước vào thang máy. Cửa thang máy đúng lúc đó đóng lại và thang bắt đầu di chuyển đi lên trên, khiến chân của người phụ nữ mắc kẹt. Người phụ nữ này hình như không để ý đến việc thang máy đã bắt đầu di chuyển khi bước vào. Thang máy di chuyển lên được khoảng 3 tầng thì dừng lại, người phụ nữ khi đó vẫn nằm trên sàn và kêu cứu. Người phụ nữ không rút được chân ra ngoài và dường như chân đã bị cắt đứt đến gần đầu gối. Được biết sự việc đau lòng xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ danh tính cũng như số phận của người phụ nữ mê điện thoại này.